Chào các bạn. Chúng ta cùng phân tích cái đồ thị của thị trường chứng khoán phái sinh. Thì chúng ta sẽ nhìn một chút ở cái đoạn này, nó có một cái gì đó chúng ta cũng phải lưu ý. Đó chính là gì? Mặc dù cái trend tăng á, nó vẫn đang duy trì. Từ đây đến đây là một trend tăng. Và hiện tại cái đoạn này nó đang điều chỉnh. Đang điều chỉnh như thế này và nó chạm với kênh xong nó lên điều chỉnh, nó xuống một cái nhịp dưới, từ nó chạm cái hỗ trợ vùng này à, nó lên. Thế thì chúng ta đang có cái nhịp điều chỉnh, nó là đi như thế này này. Và đang đi như thế này. Đó. Thì ở cái vùng này chúng ta đang có hai cái điều chúng ta cần lưu tâm, là vừa rồi nó gãy trên ở chỗ này đó, vừa rồi khi nó rớt xuống nó gãy một cái trên nhỏ ở chỗ này. Thế thì chúng ta đang có ở cái vùng này này, cái vùng này mình sợ rằng nó lên vùng này nó không vượt đâu, nó chưa thể vượt thoát khỏi cái vùng này được. Thì vùng này bao gồm cái trên ngay cái vùng 1184.5 này, có thể nó lên cái vùng 1184.5, nhưng sợ rằng nó chưa thể thoát được lên này, cho nó chưa thoát được lên. Mà ở đây chúng ta đang có một cái trend nữa, ta đang có một mô hình nữa, giá đây này đó. Thì có thể rằng ông này cũng sẽ lên đâu vùng này này đó, lên đâu vùng 84 85, thì ông có thể có một xu hướng là điều chỉnh lại về khoảng 72 73 cũng có khi, thì may ra thì mới có khả năng là ông mới thoát lên được đó. Chứ mình sợ rằng nó chưa lên ngay ở cái vùng khoảng vùng 83 84 đó, 84 85 gì đó, mình sợ nó chưa thoát ngay. Đấy nên chúng ta nhìn cái phân tích đi qua trên khung thời gian ngày để chúng ta thấy là có khả năng rất cao nó sẽ đi như vậy. Có khả năng rất cao nó sẽ đi như vậy. À, thế thì sao? Tôi quay lại khung nhỏ hơn là khung 1 giờ. Đây khung 1 giờ thì mình vẽ ra này. Ở đây thì mình có thể dịch chuyển cái này cho nó sát chút ha. Ok. Rồi. Thế thì nó lên, có thể đang là 81.1 này, có thể lên đâu đấy cái vùng khoảng 85, 84, 85 như thế này. Rồi nó có thể quay trở lại điều chỉnh. Điều chỉnh ở cái vùng 71.6. À, vùng 71, 72 cũng có thể xảy ra như vậy. Đấy, chúng ta đang đang phân tích như vậy. Nó hoàn toàn có thể xảy ra, hay có thể xuống cái vùng 74 cũng có khi. 74 chính là vùng này này. Đấy, 74, 75 cũng có khi. Đấy, thì đây chúng ta sẽ nhìn như thế này, nó có khả năng đi như thế này. Chứ nó, mình sợ nó chưa vượt ngay được cái vùng này này. Mình sợ nó thực sự nó khó, nó chưa vượt ngay được vùng này, mình đang sợ như vậy nha, sợ như vậy. Thế thì đây là khung H1, chúng ta sẽ qua một cái khung thời gian nhỏ hơn nữa. Bây giờ nè, để chi, để khi mà nó có xác nhận ở trên vùng này là chúng ta short, nếu mà nó họ lên trên vùng này mà có xác nhận đảo chiều chúng ta sẽ short luôn. Thì chúng ta dùng cái phương pháp là gọi là đa khung thời gian, chúng ta sẽ phân tích từ khung lớn qua các khung nhỏ hơn. Thì nếu mà các bạn giao dịch chuyên nghiệp ấy, thì các bạn nếu mà có được được hai cái màn hình thì vẫn là hay, tại vì mình sẽ nhìn được một cái màn hình ở khung lớn và nhìn ở những ở cái màn hình cũng nhỏ hơn. Đấy, thì ở đây chúng ta qua khung 15 phút như thế này. Thì khung 15 phút ở đây chúng ta đang có như thế này. Đó. Thì cái vùng đây là khoảng 87. Thì nguyên cái vùng mà 84, 85, 86, 87 đó, cái vùng mà chúng ta cần phải lưu ý là nó đi như vậy. Và chúng ta đang có một cái vùng mà nó đã bị gì? Bị cắt qua đây, cùng bị cắt qua đây. Thế thì chúng ta đang thấy là gì? Cái phiên ATO, ATC ngày hôm qua là nó kéo lên 81.1, lại vùng cản ở đây. Đấy, chúng ta xem phiên ngày thứ hai như thế nào. Nếu phiên ngày thứ hai mà gì, ngay chỗ này này, đóng nến đảo chiều luôn, đóng nến đảo chiều, đóng một cái cây nến đảo chiều to xác nhận, thì các bạn cũng có thể sọt ở cái vùng này, sọt cái vùng này và các lỗ trên đây, các lỗ ví dụ như sọt ở cái vùng 81 chẳng hạn, các lỗ khoảng 80 đây, 82.8, 83 đấy, có thể như vậy. Hoặc nếu nhưng mà nó chưa đảo chiều, nó không đóng đến đảo chiều mà nó đi lên luôn, ví dụ ở đây nó lên luôn, lên luôn, thì các bạn chờ cái gì? Bạn chờ, tại vì chúng ta kỳ vọng là gì, có thể nó đi thẳng lên này cũng có khi, đúng không? Tại như vậy. Thì nếu như nó lên trên này thì nó chạm cái trend này luôn và nó chạm ngay vùng cản này, mà ở cái vùng này này mà nếu có yếu tố đảo chiều, đóng nến đảo chiều giống như cây nến này này,
các bạn có thể xót luôn và các lỗ ở trên này, các lỗ trên đây, à, các lỗ trên này. Thì ở chỗ này cũng tương tự, nếu mà nó phi lên đến vùng 84, 85, 86 đó mà nó bắt đầu có sự lưỡng lự và bắt đầu gì đóng lên đảo chiều, đóng lên đảo chiều vùng này thì các bạn có thể short luôn và các lỗ ở trên đỉnh, các lỗ giống như đây này, đây các bạn ấy, và các lỗ khi nó vượt đỉnh là các lỗ luôn. Đây, đây là short khoảng 87, 85 mà các lỗ vượt về 89, 91 này, thì đây tương tự, đây tương tự. Nếu mà nó lên tới vùng này mà đóng đến đảo chiều luôn thì các bạn cũng short luôn, short luôn. Tại vì nguyên một vùng này kháng cự, bạn nhìn thấy này, kháng cự rất chi là nhiều và đóng nến đảo chiều, đóng cái nến luôn, đóng cái nến đảo chiều là các bạn short luôn và các lỗ ở trên đây. Đó, các lỗ trên đây. Thế thì target có thể là xuống cái vùng khoảng 81. Đó, vùng này. Vùng khoảng 82 83 đó. Đây cái vùng khoảng 82 83 đó, các chốt target là xuống đâu cái vùng, ví dụ vùng này. Vùng này. Đại hạt sâu hơn một chút thì có thể vùng 78. Sâu hơn chút thì có thể vùng cái vùng này. Vùng khoảng 79 80. Đấy, có thể vùng nào là ta sẽ phải chốt lại và các lỗ trên này. Đấy, thì cái phiên ngày mai nó có thể nó sẽ đi như vậy. Chúng ta sẽ phân tích từng phiên, cái đoạn này nó trend nó đang hơi lộn xộn, chúng ta phải đánh từng phiên, phải phải nhìn từng phiên như vậy chứ không khó. Đấy, và cái vùng này thì rõ ràng là gì? Đấy, cái xác suất mà lên tới vùng này mà nó quay trở lại là rất cao. Rồi mà nếu ông nhìn khung H1 và đóng đến đảo chiều thì sót luôn, nhưng mà vào lệnh thì nên vào khung 15 phút, tại vì khung 15 phút nó sớm hơn. Nó đóng đến cái làm ta vào luôn là nó nhanh hơn đấy, đóng đến cái làm ta vào luôn. Đấy, nó sẽ ok hơn. Thì đây thế. Đây thế các bạn nhé. Thì ở chỗ này thế mình đánh giá như vậy. Thì là chúng ta phân tích như vậy. Còn nếu nó vượt hẳn lên trên, thực ra vượt lên trên á thì cũng vậy này. Chúng ta nhìn thấy là bây giờ hiện tại kháng cự rất nhiều ở trên 89, thậm chí là gì? 93 là cũng kháng cự rất nhiều. Nên rằng nếu lên nó vượt lên trên thì có lẽ rằng cái đoạn này chúng ta không thể lo được nữa, tại vì cản nó nhiều quá. Đợi đóng đến đảo chiều để chúng ta tìm cái điểm sót, hay tìm điểm sót lại, hay sót lại chứ không lo. Tại vì cản mà cả trên khung ngày nữa thì thực sự là vượt lên khó lắm. Đấy, trường hợp là lực thị trường khá mạnh, tất nhiên chúng ta có cái gì, chúng ta có stop loss khi mà gì nó đóng đến đảo chiều. Rõ chúng ta sót, mà nó vượt thì chúng ta cắt thôi, đó là đương nhiên là không cắt được. Đấy, nhưng mà gì không vượt thì cái target có khả năng là khoảng 82 đến khoảng gì đến khoảng 79. Đấy, khoảng 82 chấm x 83 đến khoảng 79 thì tầm đấy. Thì đấy là cái kịch bản của cái phiên ngày gì, cái kịch bản của cái phiên ngày mai, ngày thứ hai các bạn nhé. Rồi qua hết ngày thứ hai thì chúng ta sẽ xem thử như nào, chúng ta sẽ có kịch bản cho phiên tiếp theo. Cái đoạn này nó cũng hơi khó phân tích ở chỗ là gì, nó đang ở vùng điều chỉnh đấy mà nó chưa xác xác nó chưa xác nhận sẽ gì, sẽ tiếp tục up. Rồi, tất nhiên trend thì nó vẫn đang đi lên, nhưng mà nó vừa rồi mới vừa gãy một cái trend mà nó cái vùng cản trên rất nhiều, thì để nó lên nó cần có sự điều chỉnh trở lại đấy. Nên là đoạn này nó sẽ, nếu mà nói về phân tích thì cái xu hướng ngày mai nó sẽ như vậy, và cái kịch bản là phiên ngày thứ hai kéo mạnh lên tìm điểm đảo chiều để short. Nó đảo chiều mới short nha, có nghĩa là đóng đến đảo chiều nó giống như vậy này, đây đóng đến đảo chiều này, đây đóng đến đảo chiều này, đảo chiều này short này, các lỗ trên đây, các lỗ trên này đúng không. Rồi target đâu đấy vùng này thì rõ ràng xuống tới đây này 82 này, rồi 87 xuống đâu vùng này 82, thì đây như thế. Và kịch bản của cái đoạn này, cái chỗ này cũng có khả năng tương tự với những cái chỗ này này, tương tự ở đây nữa này đấy. Đấy, có khả năng nó sẽ lặp lại lần thứ tư ở 1, 2, 3 và 4, có thể lặp lại như vậy các bạn nhé. Thì kịch bản ngày mai nó có thể nó sẽ lặp lại như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái xác nhận để chúng ta vào lệnh phiên ngày mai. Đấy, nên là về cái điểm vào lệnh ngày mai là đánh giá là short cao hơn lo. Ok, cái video này chắc có lẽ làm ngắn thôi, như vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là rõ ràng rồi và mọi người bám theo nhé, để ngày mai chúng ta có kết quả giao dịch tốt. À, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những cái video sau nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.